Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những con giáp may mắn nhất từ nay đến ngày lễ Giáng sinh, ngày 25 tháng 12. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chúc mừng, nếu bạn thuộc những con giáp này, thì từ 19 đến 25 tháng 12 dương lịch, từ nay đến lễ Giáng sinh, bạn sẽ vô cùng may mắn. Vào ngày hôm nay, những con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, vận đỏ như son. Làm bất cứ công việc gì cũng sẽ được suôn sẻ và thuận lợi. Vào buổi sáng, chỉ cần bạn mở cửa phòng là căn phòng của bạn sẽ ngập tràn sự may mắn. Bước chân ra đường, vận may sẽ bủa vây xung quanh bạn. Bởi vậy, ngày hôm nay, bạn sẽ dễ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Đó là các con giáp dưới đây. Như quý vị đã biết, trong tuần này, khởi từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 12 dương lịch, tức ngày 26 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 âm lịch, những con giáp may mắn trong tuần bao gồm những tuổi sau. 1. Tuổi Tỵ. Từ nay đến lễ Giáng sinh, vận trình tuổi Tỵ khởi sắc hơn hẳn do được quý nhân tam hợp phù trợ. Bởi công việc cuối năm gấp gáp hoàn thành nên bản mệnh làm việc hăng say, việc gì cũng xử lý ổn thỏa, đảm bảo tiến độ. Vì thế mà sự tín nhiệm từ cấp trên và cấp dưới dành cho bạn đều tăng. Tài vận ngày càng khởi sắc, thương quan tuy có mang tới một vài áp lực cạnh tranh nhưng đồng thời cũng mang tới cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Tuổi Tỵ làm nhiều hưởng nhiều, kinh doanh có lộc trời ban, tiền tiêu rủng rỉnh. Tuổi Tỵ là con giáp phát tài tuần này, song bạn nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Muốn làm giàu, bạn phải nhanh chóng phát hiện ra cơ hội đang vụt qua trước mắt. Từ nay đến lễ Noel, người làm công ăn lương sẽ có nhiều may mắn. Vì thế bản mệnh đừng nên chảnh mảng, bởi đây là thời điểm để bạn kịp đổi vận trước khi năm mới đến. Cấp trên sẽ phân công cho bạn những công việc phù hợp để khẳng định bản thân hoặc kiếm về được nhiều tiền hoa hồng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nên nhập thêm hàng mới, không nên chần chừ do dự, kẻo vận may sẽ rơi vào tay người khác. Bạn vốn là người có duyên làm ăn, nên tình hình buôn bán tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Chỉ cần bạn chăm cày cuốc thì trời sẽ không phụ lòng. Tháng mà Ất Thổ, lâm đất mộc dục ở Sửu, báo hiệu tình cảm tiến triển thuận lợi, vận đào hoa vượng, có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia cho mình. Các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, có thể tính chuyện hôn nhân đại sự ngay trong tháng hoặc sang đầu năm mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tuất. Công việc của người tuổi Tuất trăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong những thành tựu mà mình gặt hái được, đi cùng với đó là các khoản tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng đầy tay. Có thể nói đây là khoảng thời gian rất thuận lợi cho những người có kế hoạch đi xa công tác, do đó đừng ngại ngần, càng bôn ba, bạn càng có nhiều tiền. Người làm công ăn lương cuối tháng, ngoài nhận được khoản lương cố định, còn có thêm các nguồn thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, quà tặng Tết, nhìn chung thu nhập dồi dào, chi tiêu sắm Tết thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Người kinh doanh buôn bán vất vả đầu tháng, nhưng cuối tháng ngồi hưởng thành quả tốt lành. Một số bản mệnh có duyên với đất đai, bất động sản, có thể tiến hành giao dịch khá lớn và được hưởng tiền lời cao trong tháng nhờ thái âm dẫn đường chỉ lối. Với người làm công ăn lương, bạn chăm chỉ làm việc nên sẽ được cấp trên dành cho phần tiền thưởng. Tiền bạc vất vả làm ra nên bạn chi tiêu rất lý trí, khiến túi tiền càng ngày càng rủng rỉnh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Hợi. May mắn tháng này hội nhiều cát tinh hỗ trợ, phái quý nhân đến giúp sức, tuổi Hợi cứ xông xáo làm việc, cuối tháng được đền đáp bằng mức thù lao xứng đáng. Tài lộc có thu hoạch nhất định, nhìn thấy rõ ở khoản tiền lương và thưởng cuối năm. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh trong tháng cũng nhiều, không tính toán kỹ, rất dễ bị thâm hụt tài chính. Ngoài ra, thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền bạc, kẻo tiền mất, tật mang. Sức khỏe nhìn chung bình ổn, lưu ý giữ ấm cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập, gây các chứng bệnh phong hàn. Cẩn thận khi đi lại, du lịch, công tác, kẻo gặp sự cố bất ngờ, họa huyết quang. Đào hoa nở rộ, có lợi cho người độc thân, càng đi nhiều, càng đi xa, càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Nhìn chung, gia đạo an yên, vợ chồng hài hòa,
không phải khổ tâm vì tình cảm. Muốn trở thành con giáp phát tài tuần này, người tuổi Hợi không thể ngồi yên một chỗ. Thời điểm hiện tại, công việc tiến triển rất nhanh, càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Mọi nỗ lực sớm hay muộn cũng sẽ thu về được thành quả xứng đáng. Tuần này, một số bạn đang xa quê hoặc phải đi đây đó vì tính chất công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Bạn đang dần chiếm được lòng tin của khách hàng và đối tác, nên việc làm ăn kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn, đồng tiền đổ ao ao vào túi chính là kết quả trực quan nhất. Với những người đang chập chững bước vào lĩnh vực đầu tư, vận trình tài lộc càng về thời điểm cuối tuần càng dồi dào, bản mệnh nên có niềm tin vào những quyết định của mình, tham khảo thêm lời khuyên của mọi người xung quanh sẽ chẳng lo vẫn phải sai lầm. Để được gặp may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi. Từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Dần. Có một sự thật là đường tài lộc của người tuổi Dần không rực sáng ngay từ đầu tuần. Thậm chí khoảng thời gian đầu tuần, bạn sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn. May mắn đến cuối tuần, nhờ các tinh trợ lực mà mọi kế hoạch làm ăn của bạn đều hanh thông bất ngờ. Người làm ăn buôn bán dần khẳng định được vị thế của mình. Bạn được khách hàng ủng hộ nhờ tính cách sởi lởi, dễ tính, lại buôn bán sản phẩm có chất lượng. Ai đã mua hàng của bạn đều muốn quay trở lại lần sau. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ có lộc ăn uống đến từ người quen. Hãy cởi mở đón nhận, đừng ngại. Thông qua những buổi tiệc tùng như vậy, bạn thậm chí quen được quý nhân hoặc đàm phán được những hợp đồng triển vọng. Với người làm công ăn lương, nhờ có các tinh phù trợ mà sau khi chinh phục khó khăn, bạn đã được trao cho cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, đem về tiền thưởng nóng cho mình. Hãy cứ xông xáo và chủ động làm việc, dù biết là khó khăn, vất vả, thậm chí khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi, nhưng đổi lại, bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng có được. Mặc dù có điểm báo tiểu nhân quấy phá, cản trở công việc, nhưng cơ hội thăng tiến trong tháng rộng mở. Bạn nghĩ sao nếu cuối tháng đón tin vui về việc thăng chức hoặc tăng lương? Đó là tin vui, nhưng có lẽ không phải là điều quá bất ngờ với bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, vừa rồi Ngày Tốt Toàn Thư đã chia sẻ cùng quý vị những con giáp may mắn từ nay đến Noel ngày 25 tháng 12 dương lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.